Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Xôn xao MC Kỳ Duyên tái hôn tại Mỹ với chồng ngoại quốc trưa ngày 31 tháng 7 giờ Việt Nam, MC Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc mặc lễ phục, tay cầm hoa, sánh đôi người đàn ông ngoại quốc bước vào lễ đường trong sự hân hoan của quan khách. Mới đây, MC Kỳ Duyên đăng ảnh bóng của mình và bạn trai đang nắm tay nhau ngắm biển. Nữ MC mượn lời bài hát Ngày Đó Chúng Mình để chia sẻ: Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ núi. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc, giam em vào lòng thôi. Ngày đó có say duyên vượt biển ngoài, trùng dương ơi, giữ kín cho lâu đài tình đôi dưới bình luận. Nhiều người thân thiết, bạn bè và người hâm mộ chúc mừng MC Kỳ Duyên có người yêu mới. Đáng chú ý, CEO của trung tâm thúy Nga Paris Binay là bà Marito Ngọc Thủy chúc mừng Kỳ Duyên. Chúc mừng bà Duyên, lớp của em Acme do Attitude tạm dịch, chúc mừng bà Duyên, yêu và ngưỡng mộ thái độ của bạn ngay sau đó. Nữ MC trả lời, mong được bền lâu như anh chị thôi. Có thể thấy, Kỳ Duyên hy vọng chuyện tình yêu của cô sẽ được lâu dài như vợ chồng bà Marito Ngọc Thủy. MC Kỳ Duyên từng trải qua 2 lần đò và có 2 cô con gái. Sau đó, cô hẹn hò với doanh nhân là David Duy Hân. Trải qua nhiều năm bên nhau, nhưng cặp đôi hải ngoại vướng phải tin đồn rạn nứt vào năm 2018 tính tới nay. MC Kỳ Duyên và doanh nhân David Duy Hân đã bên nhau gần trọn một thập kỷ, không trói buộc nhau bằng những thủ tục dườm già và tờ giấy kết hôn. Hai người vẫn trong ấm ngoài êm. MC Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cô và bạn trai trên trang cá nhân cùng những dòng lời chú thích ngọt ngào. Về phía Duy Hân, tuy không thể hiện nhiều nhưng nhìn những bức ảnh của Kỳ Duyên trên dòng thời gian của mình, có thể thấy anh là người luôn sát bên và ủng hộ cô trong mọi việc. Cả hai người dường như đều là những người yêu thích du lịch. Rất nhiều hình ảnh ngọt ngào của hai người đã được ghi lại trong những chuyến du lịch trong và ngoài nước, trong cuộc sống bình thường. Cả hai cũng không quên ghi lại những khoảnh khắc rất đỗi tự nhiên nhưng không kém phần tình cảm. Xuất hiện tại sự kiện với vai trò đại sứ thương hiệu MC, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp xuân sắc, mặn mà cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau màn giới thiệu về bộ đôi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Herboza Collagen Enrich 50ml và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Herboza Premium Sakura Jama Rose của đại diện Herboza, MC Hồng Phúc đã mời đại sứ thương hiệu Nguyễn Cao Kỳ Duyên lên sân khấu và có đôi lời chia sẻ về thời gian đồng hành với thương hiệu đối với Herboza. Kỳ Duyên không chỉ đóng vai trò là đại sứ thương hiệu mà còn có rất nhiều vai trò khác. Đầu tiên là một người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của Herboza ngay từ thời điểm ra mắt. Thứ hai là một đại lý phân phối sản phẩm của Herboza. Sự gắn bó bền chặt suốt 4 năm của nữ MC với Herboza được dựa trên chính chất lượng, tiềm năng phát triển của sản phẩm và đặc biệt là niềm tin và uy tín mà Herboza đã thành công xây dựng trong hành trình phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Cô chia sẻ thêm, Kỳ Duyên cảm thấy rất vinh dự và hãnh diện khi được gắn bó hình ảnh và tên tuổi với một thương hiệu có những sản phẩm chất lượng và hiệu quả như Herboza. Cũng trong sự kiện, lần đầu tiên Herboza công bố đồng đại sứ thương hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Hòa hợp về quan điểm và triết lý làm đẹp, Hoa hậu Thùy Tiên cam kết sẽ nỗ lực đồng hành cùng Herboza và đại sứ thương hiệu MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lan tỏa những thông điệp tích cực và làm đẹp và yêu thương bản thân trọn vẹn trong tương lai. Rời khỏi hai cuộc hôn nhân, một mình nuôi hai con tưởng chừng đã đi đến tận cùng của nỗi đau của người phụ nữ. Nhưng bây giờ, khi đã sống nửa đời người, Kỳ Duyên nói đã hiểu lý do đổ vỡ đời mình, chị bảo cuộc đời mình nhiều ngã rẽ, như bắt đầu với nghề luật sư rồi rẽ ngang sang làm MC. Sau đó lại bắt đầu công việc kinh doanh, lần nào cũng tưởng là mạo hiểm nhưng chị nghĩ không thể vì ngại thất bại mà không dám làm, giống như sợ cảnh chia tay mà lại ngừng yêu. Rồi khi ở tuổi 50, Kỳ Duyên vẫn đẹp và vẫn yêu tha thiết như đã từng. Và quan trọng hơn, khi những người phụ nữ chạc tuổi chị an phận với những gì đang có thì Kỳ Duyên lại thử thách mình ở con đường mới mang tên diễn xuất. Với vai chính trong phim Nữ Đại Gia, mấy chục năm quen thuộc với khán giả ở vị trí MC nhưng đến tận bây giờ chị mới lấn sân sang điện ảnh. Đam mê diễn xuất mới nhen nhóm gần đây hay cơ hội giờ mới chịu tới? Bởi tính ra với người phụ nữ tài sắc như chị, muốn đóng phim cũng chẳng phải chuyện khó. Fan Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thích làm diễn viên từ năm 9 tuổi.
cũng từng quấn mền giả làm công chúa, tự thoại một mình. Nhưng khi lớn lên, nhiều trách nhiệm gánh lên vai mình khiến giấc mơ phải gác lại. Duyên tập trung trở thành luật sư để an lòng mẹ, rồi phụ nữ đến lúc lại bận chuyện làm vợ một ai đó. Sau này, khi có thể sống cho bản thân, Duyên lại là mẹ của hai cô con gái và bất kỳ bà mẹ nào cũng mong dành thời gian cho con nhiều nhất có thể. Đó là lý do Kỳ Duyên bỏ làm luật sư rồi trở thành nghệ sĩ, bởi Duyên chỉ cần bay sâu vào tối thứ sáu đến tối chủ nhật lại bay về, thời gian còn lại đủ để quan tâm gia đình. Dẫu việc chăm các con còn có bà ngoại đỡ đần, nhưng làm mẹ, mình cứ hay lo vậy thôi. Sau này khi con gái út 16 tuổi có thể tự lái xe thì Kỳ Duyên về Việt Nam thường xuyên hơn và có lời mời đóng phim, Duyên mới an tâm gật đầu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cái gì ở trên đời cũng phải tới đúng lúc, thời điểm nào cũng có cái hay. Nếu Kỳ Duyên nổi tiếng lúc còn trẻ còn đẹp thì thời này, khi ở tuổi 50, Duyên thấy mình vào những ngày sắp tàn, nhan sắc dẫu giữ gìn cẩn thận nhưng đâu sánh bằng những cô gái đang tuổi đôi mươi. Khi ấy, chắc Kỳ Duyên tiếc nuối nhiều hơn. Nhưng bây giờ, Kỳ Duyên mới gật đầu cho vai diễn đầu tiên cũng có điểm tốt của nó. Duyên chấp nhận những vai trẻ đẹp không đến tay mình, đổi lại những vai tâm lý, đòi hỏi sự trải nghiệm lại là ưu thế Kỳ Duyên có. Thể loại vai cũng đa dạng nhiều màu, cũng chẳng còn sợ mình lên phim xấu xí, già nua. Như trong Nữ Đại Gia có phân đoạn Kỳ Duyên vào vai cô gánh đậu hũ, ăn mặc quê mùa, không son phấn, Duyên thấy thú vị và hào hứng. Khi mình chưa có cái tên trong ngành, từng bước mình đi bước nào cũng là niềm vui. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.